Rồi cả nhà, sau khi mình đi một vòng cái khu Địa Trung Hải gần bờ biển sát Cầu Hôn á, thì nên thấy đây là một khu rất là đẹp với nhiều tiện ích. Cả nhà ơi, đi bắt đầu check out ha, check out và sẽ di chuyển tới một cái nơi khác, đó là khu Địa Trung Hải á. Thì đợt này khu Địa Trung Hải cũng rất là đẹp, thì mong rằng những cái thước phim này cả nhà sẽ ủng hộ nha. Bây giờ bắt đầu sẽ cùng cái hành trình để đi qua bên khu Địa Trung Hải nha cả nhà. Ngồi trước luôn, em ngồi trước. Rồi, hello cả nhà ơi, thì Điên đang bắt đầu trên đường di chuyển từ Salin Lấp qua tới phía nam anh ha. Phía nam là tới cái khu Địa Trung Hải ha cả nhà. Thì ở đây đang có một cái biểu tượng cũng rất là mới mẻ của Sun Group xây dựng ha, đó là Cầu Hôn á. Thì cái khách sạn mà Điên ở tiếp theo những ngày tới là nó có một cái view nhìn xéo xéo qua chứ không nhìn trực diện cả nhà. Thì đợt này Điên định đi nên nhìn trực diện luôn, ở khách sạn nhìn trực diện, nhưng mà khách sạn nó chưa mở cửa ha. Thì Điên ở khách sạn cái đó để mà khám phá khu Địa Trung Hải, với thứ hai là Điên cũng muốn khám phá cái cầu cầu hôn đó. Cái cầu hôn đó là nó mở cửa chưa? Nó cũng mở cửa mình lội lên thôi chứ chưa hoàn thành không. Nó mở cửa mình lội lên thôi chứ nó cũng chưa hoàn thành để mà open cho mình có thể đi tự do ha cả nhà. Thì cả nhà hãy cùng với Nin khám phá cái hành trình này nha, hành trình khám phá Địa Trung Hải ha. Thì nói sơ cả nhà chút xíu, ở cái khu Địa Trung Hải này cả nhà, thì nó do là nó rất là nhiều khách sạn chồng chồng lớp lớp luôn, nên là đôi lúc cả nhà đi thì cái nhà cái mẹo này nha, cái nhà đi thì cái nhà nhớ báo với phía khách sạn gửi cho cả nhà cái định vị chính xác để xe người ta có thể chạy tới chính xác hơn á, để cho đỡ tốn thời gian của tài xế và để tốn thời gian của mình luôn. Và thứ hai thì thấy ngoài đây rất là hay cả nhà, thì bây giờ Phú Quốc đã có Grab rồi ha, có cả Grab Car và Grab xe luôn, máy luôn anh. Có cả hai luôn cả nhà, nên là cả nhà di chuyển cũng rất là thuận tiện ha. Ví dụ như ngày hôm nay nên di chuyển từ Salin Lấp qua tới khu Địa Trung Hải thì khoảng 140 đến 150 thôi, thì nên thấy cái giá cũng khá hợp lý ha. Thì tiếp theo nữa thì Nên sẽ chia sẻ thêm, rồi cả nhà cùng với Nên khám phá chặng đường này nha. Cả nhà ơi, bây giờ là mình bắt đầu vào khu Địa Trung Hải rồi nè cả nhà. Ôi tính ra chạy cũng khá nhanh anh ha. Đâu có lâu đâu. Tại vì đường ôi đẹp lắm cả nhà nha. Khu này đẹp lắm á cả nhà. Đây, cả nhà nhìn nè nha, rất là đẹp luôn. Trời. Đúng như ở nước ngoài luôn. Ồ, giống y như ở nước ngoài luôn á cả nhà, mà nhìn thấy cái điều quan trọng nhất là sau có mấy năm thôi, sau khoảng 2 năm mấy Ninh đảo lại thì nó hoàn thành hết trơn rồi. Hồi xưa Ninh đi thì nó chưa hoàn thành, bây giờ hoàn thành hết trơn, rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Đẹp lắm nha, xíu nữa Ninh sẽ nói thêm chi tiết cho cả nhà. Người ta nhái đâu anh. Có nhiều người nói nhái là người đó, mấy người đó sai lầm. Cũng như sau này là mỗi một chỗ nó cắt, nó lấy ý tưởng từ nước này nó cắt lên, lấy ý tưởng từ nước kia. Giống như một cái thế giới nó gom lại Phú Quốc hết vậy đó. Chứ không phải là nhái của người ta. Đẹp quá. Rồi cả nhà ơi, sau một thời gian rất là nhanh á thì Ninh đã tới được Đờ Mai Xanh.
đây, cái khách sạn này rất là mới luôn, thì anh Bác Tài cũng có biết khách sạn này luôn, thì anh nói khách sạn rất là mới, nhưng mà mình nhìn cái kiến trúc ở ngoài vào thì mình thấy nó rất là đáng yêu á nha. Rồi cả nhà ơi, Nin đã vô trong khách sạn này, thì bây giờ mình sẽ tham quan khách sạn này một vòng, thì có một cái chị sẽ hỗ trợ cho mình đi coi cái phòng. Nhưng mà ở đây nó có cái hai, nó giống như một cái nhà chung cư thu nhỏ cả nhà, giống như là một cái nhà Airbnb á, mình tự có mã, mình tự làm, mình tự về luôn ha. Thì ở đây mình bắt đầu tham quan cái khu bếp dưới này nè. Đó, ở đây nó có một cái khu bếp cho mình nấu ăn rồi mình làm mọi thứ luôn. Sao chị, khu này sao? Mình tự nấu ăn được luôn hả? À, nó có microwave nè, cho cả nhà nè. Rồi, có bếp. Có đồ. Đầy đủ ha. Có chuối luôn. Chỗ này chắc có cúng kiến luôn hả? Có đồ. Nói chỗ này đủ, có nước cho mình uống nữa nè. Trong phòng thì người ta cũng cho nước. Chỗ này hay ha. Rồi, có phòng giặt luôn hả chị? Rồi, vậy thôi đúng không? Thì em muốn xuống đây thì em xuống thôi đúng không? Còn cái khu này là làm gì? Chịu có được ra ngoài đây đứng không? Ồ, khu ngoài đây đẹp quá cả nhà. Ở đây thì chúng ta bước ra được luôn á. Chào mừng các bạn đến với khu Địa Trung Hải nha. Ồ, khu này đẹp lắm á nha. Khu này đẹp lắm. Rồi cả nhà ơi, Ninh sẽ cho cả nhà khám phá cái khu ở tiếp theo của Ninh nha. Rồi, đây là một căn phòng rất là dễ thương cả nhà. Căn phòng này dễ thương lắm luôn á. Căn phòng này nằm ngay khu Địa Trung Hải luôn. Cả nhà nhìn này nha, rất là đáng yêu ha. Ở đây thì rất là mới luôn, cả nhà, xây hầu như là mới cáo luôn, rất là mới. Cái anh đi đáp, ảnh cũng nói của anh là khu này rất là mới, mới xây dựng xong luôn, rất còn có nên cảm giác còn có mùi nước sơn mới luôn á cả nhà. Thì nên mướn một căn phòng ở đây, nên sẽ có một cái thời gian lưu trú là 7 ngày, 6 đến 7 ngày ha, thì nên sẽ lưu trú tại đây. Thì cả nhà xem cái căn phòng này rất là cưng nha, với đầy đủ tiện nghi luôn á. Thì bước vào á, cả nhà sẽ có một cái khu để mà cả nhà để treo đồ, rồi để vali, để hành lý. Ở dưới này là có dép ha. Thì qua bên phía bên đây á, thì nó sẽ có một cái bàn, vừa là cái mini bar mà vừa là cái bàn làm việc luôn ha. Thì ở đây mình có thể ngồi làm việc khá là chill luôn á cả nhà. Chill lắm luôn nha. Rồi dưới này nó có một cái tủ lạnh cũng rất là mới, những cái đồ trang bị trong này rất là mới, nên rất là thích cái kiểu chai nước kiểu gì ở cả nhà, nhìn rất là thích ha. Người ta cũng có trà, có cà phê, có một cái kính nhỏ nhìn dễ thương cả nhà, dễ thương quá ha. Rồi dưới này nó có ghế bằng cây, trong thiết kế nhìn rất là cưng, rất là cute. Bên đây là có một cái tivi vừa dặn đó. Rồi đối diện qua là chúng ta có luôn cả hai cái cửa sổ. Nhìn về biển rất là đẹp cả nhà ơi, nếu là thích, nếu mà ở đây mà được sát biển luôn thì nó quá là thích luôn ha. Thì về cái phòng ngủ chính thì cái giường thì thấy cũng rất là lớn, một cái giường rất là đẹp, cái bộ ga rất là đẹp, một bức tranh cũng rất là đáng yêu ha. Rồi kế bên thì có hai cái đảo để cho mình để đồ và hai cái đèn đọc sách. Và ở đây nè cả nhà, cái này hay nè, thì rất là thích cái thiết kế luôn, cảm giác nó rất là vừa dặn luôn á. Rồi cả nhà, sau đó cái nhà mở ra đây, trong này cái toilet nha. Đó, toilet cực kỳ đáng yêu luôn, mà nhỏ nhắn xinh xắn và đáng yêu lắm luôn á. Thì trong toilet cũng có tất cả những cái tiện nghi đi kèm ha, thì có máy sấy tóc, có bàn chải đánh răng, tăm bông, rồi cái nước rồi rửa tay, có khăn cho mình, giống y xì như cái sàn năm sao, khác gì hết. Đồ cũng rất là tốt nha, đời của thương hiệu cũng rất là tốt ha. Rồi bên đây mình sẽ có một cái phòng tắm đứng ha, phòng tắm đứng vui. Nên rất là thích cái phòng tắm đứng mà nó có cái kiểu dò xăng mưa kiểu gì nè cả nhà. Ở đây dùng đồ cũng rất là tốt ha. Rồi, ở đây có xà bông,
rồi sữa tắm hả, rất là xinh. Bên đây có đồ bán đồ à. Cái phòng này nên nghĩ chắc nó khoảng 20 mấy mét vuông thôi, nhưng mà nhìn rất là xinh cả nhà. Và cái điều đặc biệt nhất nha là cái view cả nhà ơi, cái view này vô cùng đẹp. Để này mở đi ra đây cho nha. Và cái đây nó có thêm cái ban công nữa nè, cưng ghê lắm luôn á. Wow, giờ đây gió lắm nha, cao lắm nha cả nhà, cao lắm á. Đó, và cả nhà nhìn xa xa đằng kia là nó có cái cầu hôn nè, nhưng mà thấy như người ta chơi cũng chưa ở xong lắm á. Nhưng mà mình nghe nãy nghe anh Bách Tài nói thì mình cũng có thể ra đó chơi. Ở đây vui lắm nha cả nhà, ở đây có một cái nguyên cái dãy đường dưới này á, là có nguyên đồ ăn nước uống nhiều lắm đó, để phục vụ cho mình. Và tối nay cả nhà sẽ cùng với Ninh đi tới cái chỗ này, chỗ cũng đang rất là hot, rất là nổi tiếng, đó là Lucia đó, một cái beer club mà giống như một cái lao vậy đó. Trời, nhưng mà ở đây Ninh thích quá cả nhà ơi, ở đây nhìn bị trời ơi, nhìn bao quát luôn, cảnh vật rất là đẹp nha. Ở đây cái apartment này nó giống như kiểu một apartment liên tục luôn, rất rất là nhiều cái nhà mà liền kề cả nhà. 2 năm mấy trước á Ninh đi á thì nó chưa có hoàn thành ha, còn bây giờ là nó hoàn thành hết trơn rồi nè cả nhà, nhìn nè, trông rất là xinh đẹp luôn. Mà nếu thật sự nên bất ngờ luôn á với cái độ mà hoàn thiện quá nhanh như vậy luôn cả nhà. À, đây cả nhà thấy không, rất là đẹp luôn đó. À, mình vào trong nói tiếp với nhà. Ở ngoài đây nắng quá, nắng nhưng mà rất mát nha. I've seen a lot of people who don't know what thirst is. I've had a taste of evil and tried to cure the sickness, but I just keep my head down and focus on the facts. I'm setting down gravel while you just follow the path. I'll lead them into battle while you're just too scared to act. I'll leave the knife right in my back. So I'll từ ở trên cao mà mình nhìn xuống cái bãi biển của khu vực địa trung hải này cả nhà, nghe tiếng sóng vỗ rồi chúng ta
nhìn ngắm qua bên là cái cầu hôn á, xa xa là những cầu đảo á, trông rất là thích thú tiệm tay luôn cả nhà, nhìn rất là recommend cả nhà, cả nhà đến đây một lần. Ở đây nên thấy có cả xe điện như này cả nhà, xe điện để đưa vòng khu này thế này. Ôi đặc biệt cái cảnh buổi chiều nó đẹp cả nhà ơi, sao mà nó lãng mạn quá, quá lãng mạn luôn cả nhà. Nên xin chào cả nhà buổi chiều nha, và chào cả nhà đến với Địa Trung Hải buổi chiều ha. Nên vừa có một cái giấc ngủ rất là sâu luôn cả nhà, do nên đi mệt quá. Với thứ hai nữa là ở đây cảm giác á, không khí và không gian mình ngủ rất là ngon cả nhà. Nên vừa nạp là năng lượng rất là nhiều ha các bạn. Thấy không ạ? Con Nên nó còn muốn sưng á. Giờ mới ngủ dậy á. Thì các bạn nhìn đây nha. Trời ơi, các bạn ơi, Nên sẽ gửi cho các bạn xem đây. Đây là một cái view vô cùng đẹp các bạn. Rồi, ở đây các bạn có thể ngắm cả cầu hôn ha. Rồi, từ cái chỗ của Nin ở các bạn thì là 4 tầng. Thì Nin sẽ bắt đầu giới thiệu sơ sơ về cái chỗ này cho các bạn nha. Thì hồi nãy lúc vào Nin cũng đã giới thiệu sơ rồi ha. Thì ở đây là thuộc cái khu Địa Trung Hải của Sunwo xây á cả nhà. Nên là người ta sẽ bán lại, Sunwo nó sẽ bán lại những cái căn liền kề vậy nè. Rồi những cái người khách người ta mua, người ta làm những cái khách sạn, làm những cái homestay, rồi làm những cái khu nghỉ dưỡng, cái nhà thấy nè. Dọc đây rất là nhiều những cái khu ha, nhưng mà trông rất là đẹp luôn. Ồ, để Nin vuốt cái tóc Nin lại nè. Đó, các bạn thấy không? Trời ơi, buổi chiều ra đây mát lắm các bạn ơi, gió thổi bay luôn á, bay mình luôn. Đây là một cái kỳ nghỉ có thể nói là dạng nghỉ dưỡng của Nin đó cả nhà. Thì Nin sẽ không giống như những đợt trước là Nin đi check-in rất là nhiều. Thì đợt này Nin sẽ có một cái trải nghiệm nhẹ nhàng hơn và sâu lắng hơn. Tại sự nói từ đó giờ Nin thấy những cái clip Nin làm thì rất là vui nhộn ha. Thì Nin cũng nhận được rất nhiều sự góp ý. Thì lần này Nin sẽ làm, nhưng mà những cái vlog tiếp theo nó sẽ nghiêng về chiều sâu bên trong, và có thể nói là trải nghiệm lắng động và tận hưởng ở cái không gian nơi đó ha. Thì cả nhà thấy nè, ở đây còn mình ngắm luôn cả cái hoàng hôn xuống luôn cả nhà ơi. Chỗ này mình thấy là một cái chỗ địa điểm rất là thích hợp để cả nhà ở với cái thời gian lưu trú nó dài hơn á. Ví dụ như lần này Nin ở 7 ngày thì cái giá tiền rất là hợp lý luôn cả nhà ơi. Thật sự Nin nói ra là cả nhà bất ngờ luôn. Thôi thì cái đó Nin sẽ chia sẻ sau ha. Rồi thì nơi đây tiện nghi rất là tốt cả nhà. Từ tất cả phòng hóc rồi mọi thứ nội thất đều rất là mới, đều rất là, nói chung là nó không quá nhiều, nó cũng không quá ít, nó vừa đủ vừa phải và rất là cao cấp. Ví dụ như là trong nhà tắm cả nhà xài cũng rất là thích luôn á, nước thì rất là mạnh, còn ở ngoài thì máy lạnh cũng rất là lạnh, rồi gối, rồi nệm, mọi thứ đều rất là im, nên là Nin ngủ rất là sâu luôn. Và những cái đi kèm ví dụ như là tủ lạnh, rồi bàn làm việc, rồi nước á, thì nói chung là rất là vừa đủ cho một người hoặc là hai người ở đây với một thời gian lưu trú dài. Thì Nin nghĩ các bạn nên chọn ở đây nha. Ở đây, tại đây có thêm cả cái nơi cho các bạn là tự nấu ăn rồi tự bài trí luôn, mà có luôn cả một cái chị giống như là chị quản gia đó cả nhà. Cái nhà muốn gì thì cái nhà cứ điện chị rồi cả nhà vô thôi. Thì ở đây nó giống như kiểu Airbnb á, người ta sẽ có một cái mã số để cho cả nhà vào, rồi cả nhà vào đây cái nhà sẽ được đưa thẻ lên thang máy rồi lên phòng,
Rồi xong chị đó rất là vui ha, chị nói bất kể giờ phút nào điện chị cũng sẽ có mặt hết. À, trước 23 giờ tối là được, 10 đến 11 giờ tối là được ha. Cả nhà muốn mua đồ ăn rồi muốn giặt giũ chị sẽ làm cho cả nhà luôn nha. Ở đây á thì chị sẽ cover hết cho cả nhà luôn. Thì ở đây cái khu nghỉ dưỡng The Mai Xanh này á, cái khách sạn The Mai Xanh này cả nhà nó có đến hai cái khách sạn tại Phú Quốc và có cả ở ngoài Đà Lạt luôn nha. Thì ở đây mình đang nói Phú Quốc thì nó có một cái khu nên đang ở đây nè, là một cái khu á, là một cái khu là cả nhà sẽ sát bên biển ha, sát một bên biển luôn. Thì còn một cái khu còn lại của The Mai Xanh nó thì nằm trên núi bên kia, nó cao hơn chút. Thì ngày mai khi mà gió đồ nó cải thiện hơn nên sẽ bay livecam cho cả nhà, tại giờ này quá gió rồi cả nhà ơi. Buổi chiều gió lắm luôn mà cả nhà có thể nhìn biển đẹp, rất là đẹp, mọi thứ rất là đẹp, và ở đây không cần phải đi đâu xa hết, cả nhà được ngắm hoàng hôn luôn, tuyệt đẹp. Thì rất là mong là những cái thứ phim này sẽ truyền cảm hứng đến cả nhà để cho nhà đi du lịch tại Phú Quốc nha, sẽ có một cái trải nghiệm thú vị tại một cái nơi biển đảo đẹp nhất Việt Nam chúng ta ha, đảo Ngọc Phú Quốc nha cả nhà. Thì ở đây cả nhà thì lầu 1 á là sẽ là cái sảnh chính, còn cái G cả nhà thì cả nhà sẽ xuống cái nơi mà nấu ăn nha. Nơi nấu ăn có bếp, có nước suối, có dao, có tất cả mọi thứ cho cả nhà ở dưới. À, thì bước vào cái sảnh chính cả nhà thấy không? Cái sảnh chính sẽ có một nguyên có một bộ sofa ha, và với hai cái chậu cây cũng rất là dễ thương. Ở đây thì người ta có nguyên một cái mã QR để cho cả nhà quét nè. Thấy không? Đó. Và ở đây cái bộ ghế nhìn cũng rất là cưng ha. Và từ nhà anh này cả nhà thấy có xe rồi, có luôn cả cái bàn thổ địa ha. Rồi một cái bàn lễ tân khá là xinh xinh nhưng mà không bao giờ có lễ tân. Chỉ khi nào cả nhà điện, tại vì chị đó chị phụ trách cả hai cái khách sạn luôn, bên đây và bên kia nữa, trên đồi kia nữa, nên là ở đây là cả nhà tự bấm tự ra tự vô hết ha. Thì ở đây nè, mình bấm tự mình ra luôn đó. Không. Rồi. Đó. Thì ở đây người ta cũng có một cái mã này nè cả nhà. Rồi xong cả nhà có mã thì cái nhà bấm vô ha. Thì ở đây do là riêng tư nên Niên không có bấm quay cái mã cho cả nhà. Đây, đây là The Mai Xanh ha. Thì khi mà cái nhà ở ngoài cái nhà nhìn vô á, nó giống như thật sự hết sức là đẹp các bạn, giống như là một cái khu của nước Ý hoặc là Hy Lạp gì dọc bờ biển á, nên thấy ở đây rất là thích luôn. Đó. Đẹp lắm cả nhà ơi. Nè và chiều cả nhà thấy không? Ở đây là có mưa mà có con dốc chạy xuống trông rất là tình luôn á, đẹp đẹp, Niên nghĩ đẹp cỡ như Đà Lạt không bằng luôn cả nhà, đẹp lắm nha. Thì nè, cả nhà nhìn nè nha. Nó thì cả nhà thấy nè, nó có nhiều khu tầng lớp lớp, và giờ này công nhân người ta xây dựng ta cũng đang về nè cả nhà, rất là đông luôn. Đó. Thì để ngày mai đi sẽ bay livecam thì Niên sẽ cả nhà thấy chi tiết hơn. Ở đây cũng rất là hay ha, nó có những cái tên đường này cả nhà. Đường Amalfi hả? Hay quá ha. Đường Sorrento, rồi La Festa, Cầu Hôn, rồi Signature Show. Rồi trung tâm kinh doanh bất động sản. Ôi, ở đây có những cái biển mà nhìn trông rất là xinh ha. Ôi, cái quà giấy đẹp quá cả nhà. Đẹp quá. Quà giấy đẹp quá. Đó, cả nhà thấy không, nhìn giống y như xì như là Santorini bên Ý mà đẹp hơn luôn. Nên cảm giác là ở đây cực đẹp luôn, cả nhà, đẹp hơn nhiều lắm nha. Đẹp hơn mà nó có từng con dốc luôn, rất là nhiều luôn á. Nên là ở đây The Mai Xanh nó có hai khách sạn như một khách sạn bên kia nữa. Thì nên lưu trú ở khách sạn ngay biển luôn nên nhìn rất là đẹp. Còn khách sạn bên kia thì cả nhà cũng có thể nhìn cái view ra cũng nên nghĩ khá là đẹp á, từ trên cao nhìn xuống cũng khá là đẹp á. Thì bắt đầu mình sẽ đi xuống con dốc này nè cả nhà. Thì nghe cái chị đó nói là ở đây cũng có rất là nhiều dịch vụ đồ ăn, nước uống, rồi mọi thứ nữa ha. Ở đây tất cả mọi nơi ta đều có con đường nhìn hay lắm ở nhà. Cái đường Veni đó, rồi đường Positano nhìn thích quá ha. Mà những cái cây trụ á cái nhà nhìn xinh không, cây trụ nhìn rất là đẹp luôn. Wow, trông thích thật.
Rồi cái nhà vậy nè, trời ơi xuống con dốc này là cả nhà được có thể check in được rất là nhiều tấm hình nữa rồi nè. Rồi cái nhà nhìn giống y gì như chậu không, y như chậu luôn ha, nhìn rất là đẹp. Ồ ở đây có bán, có nhiều cái nơi bán cái này cái gì đây, à cà phê, cà phê high tea, cà phê, à cà phê giống như kiểu cà phê quý tộc của những quý cô á cả nhà, cả nhà nhìn này nha. À, có những cái đồ pha cà phê rồi nhìn rất là cưng ha, đẹp quá cả nhà ơi. À, tiệm này tên là Ambrose, là hoa hồng, à hoa hồng. À, rồi cả nhà nhìn này nha, trời đi ở đây thích quá. Bắt đầu mình sẽ xuống dốc nha. Những cái tiện ích mà về di chuyển á, nên thấy rất là thích Phú Quốc đợt này. Này là có xe, có cả luôn cả xe đáp á, xe đáp có cả đáp kha và đáp bay ha, thì chúng ta di chuyển rất là dễ dàng, thay vì ngày xưa chúng ta phải bắt taxi rồi chúng ta thuê xe chạy ha. Thì giờ nếu như cả nhà muốn không phải thuê xe thì cả nhà cũng có thể đi bằng cách là mình đi đáp, thì mình thấy những cái tiện ích đó đi kèm thì rất là hay. Ồ ở đây nó có một cái một cái con dốc đi lên cả nhà trong sinh không, và ở đây nó có một giống như là một con người thả một cái trái tim á, tung bay luôn nè cả nhà. Ờ ở đây nên thấy rất là nhiều bạn trẻ check in chỗ này nè cả nhà. Đó check in giống như cái này giống như một cái ngọn tháp nhìn ra ngoài biển á, đó nhìn nó giống như ngọn hải đăng á, nhìn đẹp rất là đẹp luôn. Và ở đây nên thích một cái á cả nhà nhìn từng con đường á, từng cái quán cà phê cho nó xinh nè. Wow, xinh lắm cả nhà ơi, quán cà phê kết hợp với cà phê nữa. Trời ơi, xinh quá à. Trời ơi, Ninh Lạc ở đâu đây cả nhà ơi, đẹp quá à. Xinh lắm luôn. Trời ơi, nhìn cái ban công nè, người ta làm quá trời, người ta gắn hoa nữa trời, trông đẹp lắm luôn. À, bên đây có nguyên một cái bức tranh trông đẹp lắm ghê nè cả nhà. À, bức tranh vẽ lên một cái tượng luôn. Trời ơi, thích không? Cả nhà thích không? Khi mà bước xuống con dốc này, cái nhà nhìn lên lại cái nhà còn thích nữa nè. Wow, đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Bữa nay mà bị buổi sáng á, nó có ánh sáng thì cái nhà chụp hình rất là đẹp. Đó, xuống đây tiếp tục cả nhà sẽ bị lạc xuống một con dốc tiếp theo. Nhưng mà trước tiên mình sẽ lên đây. Mình sẽ bắt đầu lên đây. Ý, đi đường nào lên đây? Oh my god. Đi đường nào lên đây? Ôi, ở đây trồng hoa giấy rất là đẹp cả nhà. Đẹp chưa? Đẹp lắm luôn á. Ôi thích không? Trời ơi đẹp quá nè. Wow cực đẹp luôn. Trời nên thích cái cảm giác trải nghiệm này quá cả nhà ơi. Cảm rất là thích. Mà không biết mình đi lên bằng cách nào rồi nè. Wow à, nơi đây là nơi bạn trẻ chụp hình rất là nhiều nè. Cả nhà thấy không? Giờ này mà còn nhiều bạn trẻ chụp hình vào đây nè. Xuất sắc lắm cả nhà ơi. À, chiều nay bắt đầu người ta đã ra đây rất đông rồi đó nha. Ồ, nhưng mà nhìn nè. Wow. Cả nhà có thấy mọi người ta đứng xếp hàng để người ta chụp hình không? Nhìn xinh quá ha. Niên cũng phải chèn chút chỗ này để chụp hình cả nhà. Một cái thời gian check in tại cái nơi đó cả nhà, nhưng mà đông quá nên chờ thì nên sợ sẽ mất đi cái khoảnh khắc buổi chiều ngày hôm nay, nên là thôi mình đi tiếp nha cả nhà. Mình đi tiếp ha. Thì wow trời, ở đây thích lắm cả nhà ơi, ở đây nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp luôn á, nên cảm giác sự nên thích chỗ này lắm luôn. Là tới nên mà có quay lại nên chắc nên cũng sẽ ở đây và ở thời gian cũng sẽ lâu luôn. Đi tiếp theo ở đây cả nhà nhìn, tiếp tục là một cái cảnh quan vô cùng đẹp. Trời ơi ở đây cả nhà nhìn nè, cái này là sự tích trọng thủy Mỹ Châu này cả nhà. Cái lúc này là trọng thủy đi rồi nổ thằng ha, thì
An Dương nè, chở Trọng Thủy đi. Rồi xong rồi Trọng gì? Chở Mỹ Châu chứ. Mỹ Châu đi, xong Mỹ Châu thả lại những cái lông ngỗng để mà cho chồng của mình đi theo, và cuối cùng đã giết chết An Dương ha. Đó, này các nhà thấy không? Ô, nãy giờ Niêm mới thấy được cái điều này luôn á cả nhà. Ô, hay quá ha. Nhìn thích ghê á. Rồi mình đi tiếp. Ở đây điểm nhấn là những cây hoa giấy á cả nhà, nhìn cái nhà trông rất là xinh, và những cái trụ này nè, người ta làm trông rất là đẹp luôn nha. Đó, thì cả nhà nhìn nè. Wow, trời ơi, đẹp lắm nha ơi. Và thực sự ở đây nên thích cái chỗ là rất là nhiều cái shop siêu xinh luôn. Đó, shop xinh lắm cả nhà. Nè cả nhà nhìn được một cái cổng ta làm hoa giấy lên đẹp không? Trời ơi, Việt Nam mình á, trời ơi, ngoài biển đảo là không thua kém đâu hết cả nhà. Biển đảo Việt Nam mình là vô cùng đẹp. Wow, ở đây có một cái nội này á, tên là Tina nè. Có một cái khách sạn sát biển luôn nè cả nhà. Wow. Rosel, ôi những cái ghế nhìn tay sao ra tay luôn á, nhìn đẹp lắm luôn. Thôi mình đi xuống đây tiếp đi, nhờ mình hoang mang quá rồi. Lan man quá rồi. Wow, cả nhà nhìn nè, đây là một cái vị trí chụp hình rất là đẹp, bắt hang tiểu cảnh. Wow. Đó, cả nhà thấy không? Ở đây cả nhà vừa ngắm hoàng hôn, cả nhà vừa chụp hình. Ôi xinh ơi là xinh. Wow. Wow, xinh lắm cả nhà ơi, xinh. Quá ư là xinh. À, ở đây là đường Veni nha. Molokoton. Ở đây ta cũng có nhiều cái địa điểm cho thuê nhà nè, để mình có thể làm nè. Rồi bắt đầu mình sẽ xuống dưới kia nha. Rồi xuống dưới đây nghe cả nhà, đây là ngay biển. Cái cảm giác mà mình nhìn cái ánh mặt trời nó chiếu qua những đám mây rồi nó vạ vào trong những cái tòa nhà này nè cả nhà. Trời ơi trông nhìn nó tình nè. Ôi lãng mạn như lắm luôn á. Lãng mạn lắm cả nhà ơi nha. Đây, chúng ta bước chút xíu nữa thôi là chúng ta sẽ được xuống tới cầu hôn. Đây, cầu hôn bên đây. Nên định chờ cái tiểu cảnh này nên chụp hình cả nhà, nhưng mà cuối cùng Niên nghĩ chắc là Niên còn lâu lắm nên thôi mình đi tiếp cả nhà ơi. Niên không thể nào giành lượt chứ mấy bạn trẻ rồi. Wow. Rồi ở chỗ nào cũng thích hết á, đẹp luôn. Wow, đẹp nha. Wow. Bắt đầu mình đi tiếp nha cả nhà. Ồ, Niên thấy cảm giác sao dịch đó, người ta đóng cửa khá nhiều nha. Bây giờ cho thêm mặt bằng luôn, Melo Coston. Ở đây có cái đờ găng nữa nè cả nhà. Rồi, hai tối mình xuống đây mình ăn nhỉ. Đờ găng thì quá nổi tiếng trong Sài Gòn rồi hả cả nhà. Còn ở đây là cái đờ găng tại Phú Quốc cả nhà ơi, nhìn xinh không? Wow, Niên nghĩ chắc tối nay Niên sẽ ăn ở đây nha. Rồi, sau lưng Niên là đờ găng. Mà đờ găng không phải đờ găng Sài Gòn, mà là đờ găng Phú Quốc rồi. Trông nhìn rất là thích cả nhà, nhìn rất là ok luôn á. Tại đợt này á, tối hôm nay nên định đi ăn ở cái quán và chiều ở quán đó luôn, nhưng mà cuối cùng là cái quán đó thứ hai lại không làm việc, đó là Lucia á, là một cái nơi đang nổi tiếng hot hòn hòn luôn cả nhà. Nhưng mà thứ hai thì Lucia nó không có làm, chỉ làm từ thứ ba tới chủ nhật thôi, và chỗ đó là cái nơi mà bắn pháo hoa luôn á, tối nó có bắn pháo hoa luôn nên thấy nó quảng cáo quá trời. Thì chắc tối nay nên sẽ ăn ở đợt ăn, nhưng mà giờ trước tiên á là nên phải đặt bàn. Bây giờ mình đi xuống đây. Ôi, khu đồ găng này rộng lắm nha cả nhà, nhạc sập sình luôn á. Wow. Ôi, đẹp lắm. Ê, cho anh đặt cái bàn nha. Anh đặt cái bàn trước đi, rồi lát anh lợi. Dạ, mấy người á. Mình đánh anh à, chắc anh gọn đây ha. Dạ, dạ. Đây hay ngồi ở đây đẹp anh ta? Ngồi ngoài đó thì ngoài đó đẹp hơn ha. Lấy cho anh cái bàn đó nha, xíu anh lợi cái. Dạ. Ok, giờ anh đi vòng tiếp. Dạ. Tối đông không em? À. Wow. Đẹp lắm cả nhà ơi nha. Niên nghĩ tối nay là Niên không được ăn uống rồi cuối cùng, nhưng mà ở đây lại có đời găng. Wow. Trời ơi, dễ thương không? U là trời, nó dễ thương. Wow.
Rồi bắt đầu mình đi tiếp qua bên cái cầu hôn rồi cả nhà. Ồ bên đây mình thấy không gian khá đẹp luôn. Buổi chiều mà mình đi ở đây mình thấy rất khá là thích đó cả nhà, nhìn rất là thích luôn. À đi gặp lại cái anh bạn mà múa lửa nè. Bà múa lửa nè. Mà thôi bạn ấy đang nói chuyện với người khác rồi, thôi cho để bạn ấy nói chuyện. Ồ ở đây có một cái Starbucks dễ thương vậy. Ồ sáng mai đi sẽ ghé Starbucks này đi uống nha cả nhà. Nha yeah, cả nhà chờ đi review Starbucks này nha. Wow sáng mai đi sẽ ghé Starbucks này. Đẹp quá. Wow Starbucks ở đây làm rất là dễ thương luôn, nhưng mà thôi để sáng mai nha, sáng mai đi sẽ đi. Còn ở đây cả nhà thấy này nha, rất là nhiều người đẹp chụp hình luôn. À, Starbucks ngoài đây thiết kế theo kiểu màu đen nhìn dễ thương lắm cả nhà ơi. Nhìn cực dễ thương luôn. Cái cầu hôm này đang nghĩ sắp tới nó phải có, mình phải có vé mình mới vô được ở cả nhà nè. Ở đây người ta làm sẵn cái phòng vé nè. Rồi như cả nhà thấy là nha, bây giờ là North Queen. Rồi cả nhà thấy cái cầu hôn bây giờ người ta sẽ bắt đầu lắp đặt rồi, chuẩn bị là người ta sẽ cả nhà mua vé nhà mới vô được nha, chứ cả nhà không có vé nhà không vô được đâu. Nhưng mà ở đây nó có một cái hay hơn nè. Wow cả nhà thấy không, đây là một cái khu vô cùng đẹp. Dưới này có ở đây nè cả nhà, cái bãi biển này nè là cả nhà tắm được nha, mà nó hơi đen á, nhìn cảm giác hơi đen đúng không, tại vì nó được bao lại cả nhà, nó bao lại một cái vòng cung để mà nó xây cầu hôn này lên để cho sóng đừng có đánh vào đây ha. Cả nhà thấy nè không, mà nhìn cát nó cũng hơi đen ha đúng không, nhưng mà ở đây là tắm được nha và không tốn phí nha cả nhà tắm được mà không có tốn phí ha. Ở đây có nhiều cái nơi dễ thương lắm cả nhà ơi, chắc mỗi ngày đi phải đi một nơi ở đây quá. Rồi nhìn có quán dễ thương lắm nha. Từ ở đây mà cả nhà quay lại á, cả nhà nhìn thấy rất là đẹp, rất là xinh luôn. Ôi thích lắm, ngày mai đi sẽ bay lại cao của này cho cả nhà xem. Nha, yeah, thích lắm. Mà có cái bãi biển ở đây hơi đen đúng không cả nhà? Ok. Chào mừng cả nhà đến với sau lưng Ninh là cầu hôn. Rồi. Ôi, chỗ này có view vô cùng đẹp cả nhà ơi. Lý do hôm nay là thứ hai á, mình đi với cả nhà nên là những cái mình thấy nó rất là ok luôn á, rất là ok luôn. Khách du lịch cũng ít mà mọi thứ nó đều rất là ngăn nắp sạch sẽ, nhìn rất là đẹp. Nói chung là các khu nào mà được quản lý kỹ á, thì nó nhìn rất là đẹp với cả nhà. Thì cả nhà thấy ở đây nó có một cái nhà hàng ha. Rồi ở đâu nữa ta? Qua đây có một cái nhà hàng nữa. Thì ở trong thần trong một tầng ở đây nên sẽ khám phá từng nhà hàng một đi cả đó mọi người nha. Đây nè cả nhà thấy không, đây là cái quán Lucia nè. Thì cái quán này tối nay nên định muốn tới đây nè, nhưng mà cuối cùng á là cái quán này thứ hai ở đây không mở cửa nên không đi được ha. Thì tiếp theo đó rất là nhiều quán kế bên, có Poly Seafood rồi rất là nhiều luôn, vòng khu này nhiều lắm cả nhà ơi. Và ở đó nó có nguyên cả một cái sân khấu nữa kìa cả nhà, và kế bên là cáp treo ha, cả nhà thấy không. Nhìn rất là đẹp. Bãi biển này cả nhà tắm đây rất là êm nha. Mình nghĩ là ngày mai mình sẽ đi tắm, nhưng mà không biết có đèo đá hay là cái gì đó không thì mình không biết. Nhưng mà mình nghĩ chắc khi mà người ta làm ở đây cả nhà, người ta làm ở đây là người ta cũng đã ấy những cái dưới này rồi, sạch sẽ rồi ha, nên là mình nghĩ chắc là ok á. Đẹp quá cả nhà ơi. Mới lúc mà đi nhìn xa xa cả nhà nên thấy cái cầu hôn này nó không có bự lắm nha, nhưng mà trời ơi nhìn thực tế ngoài lớn nè cả nhà, lớn gì lắm luôn á, lớn lắm luôn. Mà kế bên nó có một cái sân khấu vô cùng đẹp. Ồ cáp treo nữa, đẹp lắm, đẹp lắm luôn cả nhà. Nên lên tới đây nha, trời ơi chiều á là có nhiều người ta thả chó đi dạo nữa nè. Đó trông thích không. Ở đây có thêm One In Zone nữa kìa cả nhà, trời ơi những thương hiệu rất là ăn chơi ở Sài Gòn đều ra đây hết luôn. Đây có One In Zone nè, mà One In Zone như bữa nay cũng không mở cửa luôn. Hầu như ở đây là như thứ hai là người ta không mở cửa đó cả nhà. Nè, người ta không mở cửa luôn á. Có một cái Lagoon.
À, sao tới hai cái lagoon luôn. Thằng Kim có cái lagoon nữa. Thôi bây giờ bắt đầu mình lắng động, mình ở đây để mình chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp này nha cả nhà. Nên mới thấy một cái điều thú vị này nên muốn chia sẻ với cả nhà nè. Đây, người ta có làm một cái cầu gỗ ở cả nhà, nó bắt liền tất cả nguyên cái dãy luôn ha, cái cầu gỗ này ha. Đó, nó nói liền từ phía bên kia ha cho tới phía bên đây luôn. Ở đây có một cái quán người ta xây ngay bãi biển đâu nè cả nhà. Người ta làm ngay bãi biển đâu nè, nhìn cũng rất là xinh ha. Ồ, tối nay mình có nên chiêu chiêu cái này không ta? Đây, có một cái quán luôn, cặp bãi biển luôn nè cả nhà. Sunset House Beach. Giống như là một cái khu, cái khu sunset ngắm hoàng hôn biển. Nhìn cưng ha. Ở đây giống như người ta bán những cái ghế để cho mình tắm biển á cả nhà. Ui sao nhanh vậy, sao bây giờ nước nó dâng lên nhanh quá vậy? Đi hiểu rồi, cái chỗ này là để cho mình có thể tắm biển ở đây nè. Đó, và mình cũng có thể uống nước cà phê chiêu chiêu đây luôn. Khu này đẹp quá. Nhìn cái khu tắm biển này thì cảm giác giống như là khu bãi cháy, cái khu mà của Vingroup cả nhà. Nhìn đẹp ghê á. Đây cũng là đốt đẹp nhất cả nhà ơi. Hoàng hôn Phú Quốc, một trong những hoàng hôn có thể nói là tuyệt đẹp nhất trong các hoàng hôn. Thì ở đây cả nhà ngắm hoàng hôn là bắt đầu khoảng 5:50 đi, cả nhà tới đây và cả nhà ngắm hoàng hôn nha, là một cái nơi tuyệt đẹp. Và cả nhà nhìn này nha, cái điểm hay của nó là khi hoàng hôn nó chiếu vào những cái dãy nhà này hết cả nhà, đặc biệt là những cái nhà màu vàng á, thì nó phản chiếu là cái ánh mặt trời á. Cả nhà thấy trông rất đẹp không? Rồi cả nhà, sau khi mình đi một vòng cái khu Địa Trung Hải gần bờ biển sát cầu hôn á, thì nên thấy đây là một khu rất là đẹp với nhiều tiện ích đi kèm lắm cả nhà. Vừa có những cái nhà hàng rất là nổi tiếng từ sông Sài Gòn đi ra ha, và ở đây có những quán cà phê rất là nổi tiếng ở trong Sài Gòn đi ra đây luôn, ví dụ như Starbucks rồi Runam ha. Rồi ở đây là một cái vị trí mình thấy rất là đẹp cả nhà. Các bạn thì ở đây nó có rất là nhiều dịch vụ đi kèm á, các bạn có thể tắm biển ở dưới này, các bạn mua vé ha. Rồi bên đây thì các bạn có thể coi nhạc nước luôn, rồi các bạn có thể đi cáp treo, các bạn có thể
ngồi ngắm, nói chung rất là nhiều thứ ở đây luôn á các bạn. Và ở đây nên thấy sao mà khi đi tham quan nên thấy rất là hay, rất là đẹp và đáng để nên đi nha. Thì vừa rồi nên thấy cũng có rất là nhiều những cái luồng ý kiến trái chiều là nói là cái đây là một cái sự copy của quốc tế, thì nhìn nó không ra hệ thống gì hết, nhưng mà thật sự khi mà nên đến đây nên thấy là vô cùng đẹp các bạn. Và sự theo như nên được chia sẻ đó, thì cái anh mà chạy xe chở nên anh chia sẻ là ở đây người ta mong muốn đem về tất cả những cái gì đẹp nhất trên thế giới, những cái kiến trúc, những cái gì hay nhất trên thế giới về đây để hội tụ tại Phú Quốc này, và đặc biệt là ở khu Địa Trung Hải này, để cho chúng ta thấy được hầu như tất cả mọi thế giới thu nhỏ ha. Thì các bạn cũng có thể thấy đồng hồ, tháp đồng hồ Big Ben đang nằm ở đây ha, và rất nhiều những kiến trúc mà khi nên thấy ở đây nó đẹp hơn cả cái Ý nhiều luôn các bạn. Địa Trung Hải của Ý, Santorini cũng đi á, Ý khi nó có một màu thôi, ở đây các bạn thấy nhìn rất là nhiều màu và nó tăng lớp lớp, mà nó còn ngăn nắp hơn và nhìn rất là đẹp, đường xá rất là rộng luôn. Các bạn có thể thấy toàn là ốp đá hoa cương hoặc là những cái đá tốt nhất luôn, và về đêm với những ánh đèn lung linh lên những cái tòa nhà nó chiếu những đèn vàng các bạn, hoặc là những cái ngọn đèn và hoặc là những cái tiểu cảnh này nè, các bạn nhìn một cái con sư tử mà có cánh ha, được chiếu những ánh đèn vàng lên nhìn rất là đẹp. Và ở đây á, nó hay hơn nữa là nó có rất là nhiều những dịch vụ đi kèm để cho mình vui chơi giải trí trong một cái ngày hoặc là một tuần luôn, các bạn đi còn chưa hết ở đây luôn á, nên thấy có thể cả tuần các bạn đi chưa hết nữa. Thì nên rất là mong là các bạn sẽ đến đây trải nghiệm và nên thấy đây rất là đẹp các bạn, và chúng ta nên cổ vũ và chúng ta nên sao ta, nói chung là chúng ta nên góp phần để mà phát triển hơn nữa nha các bạn. Rồi, xin chào cả nhà nha. Nên đang đứng ở một cái nơi, nên đối với nhà phía đầu nha. Ở đây là một cái nơi để mình mua vé ha. Mua vé để vào xem một cái show nhạc nước. Và lúc 8:30 thì show nhạc nước bắt đầu diễn ra trong vòng khoảng 25 phút. Sau đó thì nó có một cái đợt bắn pháo hoa thật luôn nha cả nhà. Là pháo hoa là nó sẽ có 3 phút, nhưng mà ngày thường á, thì nó sẽ bắn vào thứ 4, thứ 6 và thứ 7 ha. Nhưng mà trong cái dịp lễ này sẽ bắn liên tục 3 ngày luôn. 3 ngày liên tục là nhân cái dịp lễ 29 này ha cả nhà. Thì ở trong này cái nhà thấy là một cái phòng vé rất là lớn ha. Thì bên đây là cái nơi người ta bán vé nè. Còn đối diện qua là cả nhà ta thấy là một cái nơi, cái này cả nhà biết cái gì không? Đấu trường La Mã nha cả nhà. Hiện lại của đấu trường La Mã của Ý ha. Thì ở trên này là cáp treo nè. Hồi xưa nên đi rồi, trời bây giờ nên ngỡ ngàng luôn, sao 2 năm dịch mà mọi thứ nó phát triển kinh khủng cả nhà ơi. Nhìn mình thấy giống như là mình đang lạc ở một thế giới châu Âu nào đó, mà thật sự chưa chắc thế giới châu Âu đã bằng ở đây luôn á. Nhìn quá đẹp cả nhà ơi, thật sự quá là đẹp. Nếu mà để thêm vài năm nữa thôi, nó cổ kính á, xuống nữa thì thôi, sau này thì ở đây của Việt Nam chúng ta là thôi vô cùng đẹp. Rồi thì nên sẽ nói chút xíu về cái vé ở đây ha. Thì ở vé ở đây thì nó có dao động từ như là một
200, 250 rồi 500 nữa cả nhà, tùy theo mà chỗ mà cả nhà ngồi á. Trời ơi, cả nhà thấy cái quầy vé nhìn hấp dẫn ghê không? Hiện đại, vừa hiện đại mà vừa đẹp nữa. Đó, cả nhà thấy không? Áo mưa bán 70 ngàn. Đây là thông tin về show này cả nhà. Rất là nhiều hạng vé luôn ha. Vé VIP lên tới 600 ngàn. Vé có 480 với 600. Vé thường thì 500, 380. Combo hả? Combo là gồm ngắm hoàng hôn cho khách, vé combo hoàng hôn, vé combo hoàng hôn. Rồi bên đây thì người ta giới thiệu về cái show này cả nhà. Ôi, cái show này hoành tráng nha, khá hoành tráng á. Ở đây nó có một cái cột để đo chiều cao cả nhà, dưới 100cm là dưới 1m là được miễn phí. Dương ăn uống. Nếu mà mình muốn sôi động hơn thì một lát bên em có cả dancer bên Nga về nhảy. Rất vậy hả? Dạ. Từ mấy giờ? Dạ khoảng 8 giờ các bạn sẽ đến là các bạn trình diễn ạ. Cả nhà, sau lưng Ninh là La Festa Phú Quốc ha. Thì trong cái đợt hành trình này á, cả nhà đến với Nam của Phú Quốc á, là Ninh định ở cái chỗ này nè cả nhà, La Festa Phú Quốc ha. Nhưng mà sau khi lần đầu Ninh nghe nói là sẽ khai trương vào giữa tháng 8 thì Ninh đã nhờ bút phòng, nhưng mà cuối cùng á, cả nhà là giờ lại tới tháng 11 mới bàn giao. Thì theo Ninh được biết, nãy giờ Ninh được biết á, là cái La Festa này á, là một trong những khách sạn có thể đạt chuẩn 6 sao luôn đó cả nhà, đằng đầu tiên là Phú Quốc luôn, chắc sau region ha, region thì cái này cũng đạt tiêu chuẩn 6 sao nhưng mà của người Nhật cả nhà. Thì nãy cả nhà thấy một cái tháp chuông đồng hồ á, Big Ben á, là giống như kiểu Big Ben của London đó nha, thì thuộc ở đây luôn cả nhà, nên là ở đây có nhiều tiện ích rất là nên nghĩ rất là đẳng cấp á. Thì ở đây được xây đi xây lại và đã được hoàn tới 3 lần nữa cả nhà, 3 lần luôn. Thì nghe nói là đây là của người Nhật á, nên là người ta rất là nghiêm túc và rất là chi tiết luôn, nên là chỉ cần một số cái chi tiết nhỏ mà nó không như mong muốn của người ta á, là người ta sẽ không có nhận bàn giao.
nên là phải sửa lại, sẽ đi sửa lại thì nên nghe nói là tới tháng 11 á thì nơi đây nó mới bắt đầu đưa vào hoạt động, thì nên mong rằng nên sẽ có cơ hội được ở lại đây một đêm để mà giới thiệu đến cả nhà ở một cái nơi rất tuyệt đẹp này nha. Cả nhà ơi, sau một thời gian rất là lâu á thì nên đã là thì nên đã có mặt tại nơi bắt đầu quán đời găng ha. Có gì em? Tối nay có gì? Phòng 4 bên em. Bên em có các loại hải sản sashimi, nửa chừng sashimi. Cũng như mà mình có thể chế miếng các món khác, như là cái phần ốc hương này mình có thể muối ớt hoặc là hấp tái, hấp xả. Ngoài ra mình tụi mình có thể nướng muối ớt. Là 100.000, 130.000 đồng lãng ha. Dạ đúng rồi, nhưng mà bạch tuộc Nhật nếu mà mình nướng muối ớt thì nó sẽ phần teo lại, nó khá nhiều. Nên là bạch tuộc Nhật nếu mình nướng là mình dùng khoảng tối thiểu là 300 gram. Còn sao thì mình có thể dùng 200 gram. Theo như anh ăn thì nên ăn cái nào là nó lợi thế? Chỉ như mình có thể dùng các món lẻ. Cái này là bao gồm thế phí chưa vậy? Dạ, tất cả món này chưa bao gồm phí VAT. À, nhưng mà em có cộng vô luôn không? Hay là khi nào... Khi nào gặp view tụi em sẽ cộng phim VAT vô luôn. Rồi. Còn nếu mình dùng bò, bên em có hai dòng bò là dòng bò Mỹ và dòng bò Mỹ đang nóng. Và mới bò ăn bò xong. Có thể dùng em thấy có món nướng, em thấy có cá chép biết không? Và dễ sườn bò. Còn dễ sườn không phải chính tưởng hạt sườn. Pha tay nướng bơ là em nướng kiểu cái pha tay bự hay là pha tay nhỏ? Pha tay cũ, xong rồi em cắt cái. Cắt miếng bự á? Dạ đúng rồi. À, bây giờ một cái cơm chiên tỏi lớn không? Dạ, một cái thố hẻ. Thố nhỏ vậy hả? To. Nên anh ăn ổn không? Một mình ăn thố hẻ, to rồi. To hả? Cái này gì vậy? Cái này là gì hay sao? Là nó lớn không? Dạ có, nó không mình. Cái này tới 300 mấy lần hả? À, người ăn là quá nhiều. Quá nhiều luôn hả? Tại nó có phần thịt nhau kia, một cái nồi lớn. Ừ. Theo em thì mình nên ăn, nên ăn cái gì? mình ăn, mình ăn chiều chưa hả? Chưa. Chưa mình. Theo em là mình có thể dùng một phần cơm nào bắt chiều dưới đây. Xong là mình có thể dùng thêm một món mặn ăn cơm như là trứng bắc thảo. Ủa, trứng bắc thảo là bên em tự làm luôn. Trứng bắc thảo tụi em tự làm đó. Dạ, trứng bắc thảo tụi em sẽ phần đậu hũ tụi em tự làm, và phần trứng bắc thảo tụi em bỏ vô cái hộp đậu hũ cho nó đông lại luôn. Em lấy cái cơm đi, cơm chiên tỏi đi. Một phần cơm chiên tỏi. Đậu. Cái đậu Nhật hấp muối nè. Một đậu Nhật hấp muối. Cho nó có ấy. Bạch tuộc Nhật là cái bạch tuộc lớn. Cá chích ép trứng. Vậy tại chi? Mình có hai set ăn không hết. Đây cá tiết này ngon, cá tiết này đâu ngon à? Cá tiết còn ngon đó. Mày sợ không biết nó tươi không? Để kiếm thêm món gì coi. Ba đội sao tắc là nó sao vậy? Ba đội sao tắc là bên em thấy lên chim giòn lên mà tròn. Vậy hả? Thấy là lạ. Thấy đó rồi.
để cái đó đi. Chứ cái tôm sú nó bán sao? Số trứng muối vậy? Bán được không? Không, nếu có bán theo ký hay bán theo gì không? Dạ không ạ, tụi em ốc theo phần rồi. Dạ hả? Tôm ăn cũng nhiều, đậu hũ. Mình có thể dùng thử cái đậu hũ. Thôi cái này Sài Gòn đang hoài mà. Sài Gòn đang hoài. Rau tập ta. Có bia vậy ta? Bây giờ trên mắt anh thấy gì cũng ổn rồi ha. Chưa. Gấm tỏi, đậu dập hấp muối. Và cái bàn đậu xanh tắt. Đâu? Cái đậu giò, cái muối nào? Đậu nhà muối. Bia thì bên em đầu tiên là bia đời găng là bia bên em luôn. Cái bia của em uống bia không? Bia em là hối hợp với S-Web sản xuất ra. Mua 4 được 5 hả? Dạ, mua 4 được 5. Là thứ 5 là mình sẽ... 1 ly nhiều ta? Dạ, đây là 1 ly 330ml sẽ là 59 được. Bia thơm. Cái bia của em uống... Còn bia chai thì tụi em có chỉ là dòng Burst Rider. Còn Stella, Hogarden, Hogarden Pro, Coronel và Burst Rider Alu. Em có chứ, có Tiger Idol em có hả? Dạ, Tiger tụi em có nhập về. Ken em có nhập không? Dạ không. Không luôn? Dạ. Lạ vậy? Cái Đà Lạt hay là gì vậy? Dạ, cái này xe Đà Lạt khó. Cái này là nước táo lên men. À, táo lên men. Anh uống không mấy chai ta hả? Bibina có không? Bibina không. Có nhất bế bây giờ với gì? Dòng này tụi em chỉ có bớt bây giờ thôi. Còn bên đây là tụi em có Stella Hogarden. Stella là gì ta? Stella là dòng bia của Bỉ. À vậy. Stella nghe lạ quá ha. Dạ. Hogarden hả? Corona hả? Dạ. Bớt bây giờ là bớt bây giờ tươi hay là bớt bây giờ lon? Dạ bớt bây giờ chai. Chai. Thôi lấy bớt bây giờ đi. Dạ bớt bây giờ. Bớt bây giờ. Dạ. Ok. Cảm ơn em. Rồi cả nhà ơi, tối hôm nay với một số món ăn rất là nhẹ nhàng ha, Ninh sẽ có 3 món và uống một chút bia để rồi Ninh sẽ quay về lại khách sạn ha. Thật sự mà nói, cái thời gian lưu trú tại Phú Quốc thật sự là một cái nơi mà Ninh thật sự nói là cảm nhận nó quá tuyệt vời cả nhà, và có thể là nơi chữa lành đó. Chữa lành ra biển rồi, mình thật sự lần này nên rất là bất ngờ với khu địa Trung Hải, nó đã thay đổi một cách hoàn mục cả nhà, một luôn á. Nhìn nếu mà có gì ở nhà này ra đây và thưởng thức ở đây, nó giống như một trời Âu mà người ta xây dựng rất là bài bản và chuyên nghiệp, tới từng cục đá một, hoặc là từng cái đường đi một, những cái đường đi của nó rất là hay cả nhà. Ví dụ như nó có con vực nó đi xuống á, nhưng mà nó sẽ phân thành những cái cầu thang, nhưng mà những cầu thang rất là rộng chứ không phải là hẹp giống như ở những cái nơi khác. Thứ hai là cái cầu thang nó không có dốc mà nó cứ là lài nó xen nhau vậy nè. Thì cả nhà đi cảm giác rất là thích, rất là hay, và cả nhà không có bị đau chân đó, thì nên thấy rất là hay. Và họ đều ốp đá rồi, tất cả mọi nơi làm rất là chỉnh chu, từng cái trụ một họ ốp nhiều cái đá trông rất là đẹp, và mỗi nơi đều có tiểu cảnh, có hồ nước, rồi có hình một cái tượng gì đó trông rất là hay luôn. Và trên những bức tường thì nó đang xen giữa truyền thống dân tộc Việt Nam, rồi đang xen giữa các truyền thiết, các như là những cái phiên hoạt hình, rồi những cái robot gì đó của cả thế giới luôn, nó dồn về đây hết trên những cái bức tường và xung quanh cả nguyên khu này. Nên thấy cái khu này tăng luôn, ở nhất qua từ 6-7 tầng, rất là đẹp, nhìn rất là đẹp, nhìn rất là thích luôn cả nhà. Và ở đây thật sự buổi tối cả nhà rất là có nhiều đồ ăn luôn, rất là nhiều cái nơi mà thật sự đợt này Ninh sẽ khám phá hết và gửi đến cả nhà trong cái hành trình này á. Thì từng ngày một Ninh sẽ đi từng nơi một để gửi đến cả nhà thật sự nơi địa Trung Hải này. Không, Ninh đợt này Ninh sẽ ở đây, Ninh relax và Ninh không muốn đi những nơi khác nữa, tại vì thật sự tham quan thì nó đi hết rồi. Ninh Vimper Ninh cũng đã đi rồi, rồi xong trong cái khu vui chơi Vimper Ninh cũng đi rồi, rồi xong cái khu chung Ninh cũng đi rồi. Bây giờ Ninh chỉ muốn enjoy tại khu địa Trung Hải này thôi trong những ngày sắp tới ha. Thì cả nhà nhớ đón xem những cái ngày sắp tới của Ninh trong cái hành trình này nha cả nhà. Ok, cảm ơn em. Wow. Thôi bắt đầu mình uống bia và chiêu chiêu với một cái không gian rất là đẹp. Ở đây cả nhà mình ngồi ở dưới bờ biển á, trông rất là thích luôn. Nhưng mà biển gió nó mát lộng mà nó làm cho con người mình, mà biển ở đây á, cái cảm giác là cái nó không có mặn lắm á, nên là cái nước biển nó mới vào nó không có bị rít người,
nhìn cảm giác cái người nó thích lắm, nhìn nó không có bị đít. Mời chia. Xem kênh, nếu thích các bạn hãy bấm đăng ký để ủng hộ Ninh và đừng quên bấm vào cái chuông để đón xem các tập tiếp theo các bạn nhé.